Liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh, thưa quý vị, trong tháng 9 và tháng 10 năm 2022, Bình Dương tổ chức chiến dịch uống bổ sung vaccine phòng bệnh bại liệt và tiêm vaccine phòng bệnh sởi rubella cho nhóm trẻ từ 1 đến 5 tuổi. Vòng 1 được triển khai từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 26 tháng 9. Nhờ công tác tuyên truyền và phối hợp chặt chẽ, nên chiến dịch đã đạt được kết quả rất khả quan. Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương, trong chiến dịch lần này có khoảng 55.000 trẻ thuộc độ tuổi cần uống và tiêm vaccine ngừa bệnh bại liệt và sởi rubella. Để chiến dịch đạt hiệu quả, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bình Dương đã tập huấn khá chi tiết những điểm quan trọng trong việc điều tra, lập danh sách đối tượng cần tiêm, việc tiếp nhận, bảo quản và vận chuyển vaccine, việc tổ chức triển khai tiêm chủng tại địa phương. Tính đến ngày 1 tháng 10 năm 2022, số trẻ đã được tiêm bổ sung vaccine sởi rubella đạt gần 52.000 trẻ, tương ứng tỷ lệ 94%. Số trẻ đã được uống bổ sung vaccine bại liệt đạt trên 53.000 trẻ, tương ứng tỷ lệ 96% so với kế hoạch. Để mà cho chiến dịch chúng ta đạt được cái hiệu quả cao như vậy á, thì á, là cũng nhờ vào một phần chúng ta tổ chức cái việc truyền thông, truyền thông rất là sớm, truyền thông liên tục. Và những cái kênh truyền thông có thể gọi là tư vấn là liên tục cho người dân khi mà họ có cái nhu cầu. Bắt đầu từ ngày 9 tháng 10, vòng 2 của chiến dịch sẽ tiếp tục được triển khai. Các trẻ sẽ được uống nhắc vaccine ngừa bại liệt OBV. Thời gian triển khai đến hết tháng 10 năm 2022. Bên cạnh công tác rà soát, vận động đối tượng tiêm chủng, rất cần có sự phối hợp tích cực của nhà trường, giáo viên để cùng tuyên truyền đến phụ huynh về bệnh sởi rubella, bệnh bại liệt và lợi ích của việc tiêm phòng cũng như đồng ý cho trẻ uống vaccine bổ sung ngừa bại liệt. Chiến dịch uống bổ sung này là uống cho nên trẻ nó không có phải có một cái gì mà phản ứng. Cho nên là phụ huynh thì cũng không có phải lo lắng nhiều. Cho nên cũng có thể là rất là an tâm. Tại Bình Dương, nhiều năm qua, tình hình tiêm chủng vaccine sởi rubella và uống vaccine ngừa bại liệt đạt tỷ lệ thấp. Do đó, việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động uống bổ sung vaccine bại liệt và tiêm bổ sung vaccine sởi rubella có ý nghĩa quan trọng trong việc chủ động phòng ngừa dịch bệnh quay trở lại.